Con này mấy tạ đấy chú? Con này mấy tạ đấy? Con thấy là 1 tạ 8 à? 1 tạ 8 à? Lọc con này thôi. Mua. Đây, 10.000 nhé. Siêu to luôn. Lợn 1 tạ 8. Nhìn cái tảng thịt. Còn thiếu lúc 1 cân thì còn là tảng đá. À thế à? Còn thiếu 1 cân nữa à? Các bác này thổi kèn về rất là hay mọi người ạ. Bán cá nữa à? Cá sông Đà anh. Cá sông Đà. Có phải đấy từ Quỳnh Nhai phải không? Vâng đúng rồi. Chào tất cả mọi người đến với kênh của mình nhé. Và hiện tại mình đang có mặt tại chợ phiên của xã Dạng Đông thuộc huyện Tuần Giáo của tỉnh Điện Biên mọi người nhé. Chợ này là họp vào thứ sáu hàng tuần. Và bây giờ mình sẽ quay những xung quanh này cho mọi người xem đó nhỉ. Mọi người thấy cảnh này đẹp chưa? Rồi ok. Chợ này khá rất là dài. Hàng giá rẻ bất ngờ chỉ có ở nơi đây thôi, tại gian hàng này. Chợ này khả năng có là đồng bào Mông, đồng bào người Thái. Người Kinh chắc không có nhiều bởi vì chợ này là xa các người, quá xa đâu. Quay đúng mà.
đi tiếp cho hết chợ để xem nào. May ra trời tạnh mưa, nếu mưa cả ngày thì chắc không xong, không thể quay được. Đó. Sao hoa thao đêm và em đã quên đi tình yêu anh trao em, để giờ đây em đã bước ra khỏi cuộc đời anh. Thổ cẩm rất đẹp. Trời có vẻ mưa phùn rồi. Đường thì lòng lại buồn nữa. Đã hết phần quét chợ rồi mày. Người ra người vào. Cũng là cùng giá thị trường nhỉ. Hết
Quê thôi mà. Ăn con nát khoảng 3 quê gợi máy này. Khoảng nát cái nhiều bạn. Sự lên đấy. Bảo. Nhớ quá. Ăn lan bên lưu mấy cường đấy. Con gọn. Lan cũng phải nói. Con nát khoảng không? Nàng tập mưa tăng nữa, tăng phải nữa, ba phải nữa là chúng. Cái này hỏi đấy, tăng tổng quan của mấy người đấy. Hoàn hoàng đấy. Đi tiếp nào. Chợ hai giữa ven đường rất là dài, độ dài tầm khoảng 200m từ lầu chợ đến cuối chợ. Thuốc gì nào xem nào. Thuốc chữa bệnh gì hả cô? Thuốc chữa sơ khớp à? Nhưng mà cái kia là cái thuốc gì hả cô? Cái này là thuốc của phụ nữ. Ví dụ như là uống phụ nữ mà uống cái này một người khỏe hai người vui luôn, có nghĩa là như vậy đó. Khô khan quá thì uống cái này vào nó sẽ ướt áp hơn. Thì chồng nó sẽ yêu hơn. Phải không cô? Cháu nói đúng không? Cháu có biết tiếng nhiều đấy. Mà cái này là rau má. Quả đây là rau hay là sâm? Cái này là sâm đương quy quá. Cái này quả là quả gì quả này? Quả nó hôm nay nó lay ăn có chưa quả? Quả này ăn rất là nó lay. Nó lòi quá, nó lòi. Nó lòi. Em thử một quả. Cái này chát chát. Đang ngồi cái này ngâm rượu được mà. Quả bồ quân này. Bồ quân quá. Quả bồ quân. Đây lúc chế này là bồ quân. Măng là măng kén này. Măng hốc à? Không phải. Măng kén. Măng kén. Măng kén. Măng bào, măng bào. Cứ ngọt tết. Bạn bán như nào đấy cô? 22.000 một cân. 22.000 một cân. Mua ăn không? Mua ăn không? Chát mà cái này. Ngọt mà. Ngọt lịt luôn. 26.000. Anh ăn thử đi. Ngọt lắm. Được ăn được. Em không phải rát đâu. Quả ngon. Sao đấy? Cả nó nhiều lắm. Ăn ngon lắm. Nhưng quả này em không thích ăn. Lấy cái này mình mỡ. Rau ngót. Bán rau ngót. Thì nên tổng quay lại quả mà quên. Mà quên.
Rồi, cảm ơn cô nhá. Bắt cá hả? Đi ở đâu đấy? Lại là cá này. Trăm cây. Đi từ lúc là 4 giờ sáng đi từ đây 7 giờ. Không may gặp mưa nữa đấy anh ạ. Rộng hết này. Cảm ơn anh nhá. Tối nay sẽ truyền hình trực tiếp nhá. 7 giờ tối. Có hai cửa hàng để có hai cửa hàng để làm quán ăn. Khả năng chợ này chợ tổng hợp hơn sau đấy, mình cũng không nắm được cái chợ này. Lá móc mật, lá măng ngứt là cái gì? Bò hầm chân quá, không thấy không ạ? Mù chân. Bò hầm chân. Mù chân, bò mù chân. Quá. Có mù chân đây. Bơ. Bơ ảo. Cứu cái sơn la. Sơn la nó. Sơn la. Sơn la. Bác mất quay phim. Mất quay khiển tivi nó. Nó sao tự nhiên sạc mắt tao ló là sao? Đây này. Quả dưa mèo, quả lút lát, rồi lá thơm. Bà không hiểu tiếng phổ thông đấy, nhưng mà nói tiếng Thái thì bà hiểu hết á. Rất là nhiều mặt hàng. Chợ vùng cao Tây Bắc này rất là nhiều mặt hàng. Mùa này nói chung cũng là nhiều đồ rừng nữa vào mùa mưa. Nhãn này. Đến giờ này chắc ai cũng sắp nghỉ rồi. Có lẽ video mình xin kết thúc tại đây mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi kênh của mình nhé. Và hãy đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Vâng, ok. Cảm ơn các bạn rất nhiều.